Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, nhiều tổ chức mạnh thường quân đã tổ chức nấu những suất cơm ngon, bổ dưỡng và phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Giá trị những suất ăn tuy không lớn nhưng đã giúp cho nhiều bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Phóng sự sau ghi nhận nội dung này. Vào trưa thứ ba, thứ năm hàng tuần, nhóm nuôi em Hoài Nguyễn lại tất bật chuẩn bị những nguyên liệu, cùng nhau nấu những suất cơm ngon, bổ dưỡng để phát tặng miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Điện Biên. Được biết, nguồn kinh phí được các mạnh thường quân trong nhóm tự nguyện đóng góp. Có người tài trợ tiền mặt, có người góp gạo, góp thực phẩm sạch. Và sau mỗi chương trình này đều được công khai minh bạch những khoản vận động, đóng góp cũng như chi tiêu. Xuất phát từ cái tâm đó chính là giúp người. Thì tất cả trong những lần mình đi ở trên này ấy, và những lần mình đi ở những vùng tỉnh khác thì được nhìn thấy bà con rất là khó khăn. Cái thứ nhất, khó khăn về vật chất này, khó khăn về cả tinh thần nữa. Nên là được biết qua chị Hoài Nguyễn, chị đã làm rất nhiều công việc thiện nguyện. Và khi đã mình đi đến tận nơi, mình nhìn thấy từng hoàn cảnh, nhìn thấy những tấm quà mình được trao đến đúng người, đúng việc, thì mình cảm thấy đồng hành cùng nhóm nuôi em Hoài Nguyễn và đồng hành cùng tất cả những anh chị em ở trên Điện Biên này có thể lớn với những người dân vùng cao ở trên này ạ. Sáng thì những ngày nấu cơm thì mình sẽ dậy từ lúc 5 giờ và đi chợ mua thực phẩm. Còn một số những thực phẩm tươi sống như là thịt gà, thịt lợn thì sẽ có những cái nhà cung cấp thực phẩm mang vào tận bếp. Còn rau, củ quả thì mình sẽ chủ động đi chợ mua. Bếp cơm của bệnh viện mà dành cho bệnh nhân ấy thì là yếu tố hàng đầu là vẫn quan tâm nhất là thực phẩm tươi sống với lại an toàn thực phẩm là trên hết. Để mà nấu được bữa cơm không đồng để tặng cho bệnh nhân ấy, trước tiên thì là mình cũng động lực rất lớn từ phía bệnh viện. Bệnh viện những ngày nấu cơm thì cho từ 3 đến 4 người xuống hỗ trợ cho mình. Thì cũng các bạn rất là nhiệt tình, cũng giúp động lực cho mình để thực hiện được cái chương trình như này. Trong những năm gần đây thì cái tổ công tác xã hội của Bệnh viện Y dược Cổ truyền Phục hồi chức năng ấy, thì đã kết nối được các cái nhà hảo tâm, các cái tổ chức từ thiện của tỉnh cũng như là trong nước đã ủng hộ cho Bệnh viện Y học Cổ truyền Phục hồi chức năng các cái bữa cơm, bữa cháo buổi sáng và buổi trưa. Thế thì trong những tháng gần đây thì cái tổ công tác xã hội được kết nối được và tổ chức bắt đầu từ tuần này, như vậy là tổ chức từ thứ hai cho đến thứ sáu là bữa cháo buổi sáng và thứ ba, thứ năm là bữa cơm từ thiện. Với đặc thù là Bệnh viện Y học Y dược Cổ truyền thì thu dung đa số bệnh nhân là người nghèo, họ rất là khó khăn, những đặc biệt là những người dân tộc vùng cao xuống đây họ điều trị không có tiền, chỉ được 3-5 ngày là hết tiền họ về. Thế thì được sự hỗ trợ của tổ công tác xã hội của bệnh viện thì họ rất là yên tâm điều trị, hết được điều trị và cũng tạo điều kiện cho y bác sĩ khám bệnh, phục hồi cho người bệnh càng tốt, ngày càng tốt hơn. Và cũng là một cái nguồn động viên để người bệnh có động lực để xuống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp nhau với đã. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Điện Biên đang điều trị cho khoảng gần 100 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân trong số đó có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền điều trị và lo chi phí sinh hoạt hàng ngày, nên nhiều lúc mọi người thường bỏ bữa để tiết kiệm chi phí. Thấu hiểu điều đó, để giúp người bệnh vượt qua những đau đớn của bệnh tật và cùng chia sẻ khó khăn về kinh tế với gia đình người bệnh, nhóm nuôi em Hoài Nguyễn đã đồng hành cùng với bệnh nhân tại bệnh viện này được hơn 3 tháng với hàng trăm suất ăn miễn phí. Tôi vào viện được một tuần rồi và ăn cơm ở tự thiện này rất là ngon. Thứ nhất là cơm, thứ hai là thịt băm. Nói chung là cả ba món nào cũng ngon hết. Tôi cũng rất là thích được nhiều lần nó như thế này. Xin cảm ơn là đã có những cái bữa cơm từ thiện vui vẻ trong của cho bệnh nhân như thế này là một cái điều là rất là tốt.
cơm ngon, ngon hơn cơm ở cái bệnh viện đấy, mà thức ăn thì cứ nhiều hơn. Có chứ, làm gì mà không thích. Đi được cho để coi cho bà, các bà đi ăn cơm bên này là cũng vui vẻ lắm. Qua cái sự động viên của bạn Hoài Nguyễn này thì các bệnh và xuất cơm từ thiện không đồng thì là làm cho bệnh nhân cảm thấy rất là vui và được sự động viên lớn về tinh thần, cố gắng nỗ lực hơn trong chiến thắng bệnh tật. Đồng cảm và mong muốn được sẻ chia phần nào những khó khăn với những người bệnh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Nhóm nấu cơm từ thiện Bản Phủ của bà Hà Thị Đào, đội 24 xã Nông Hẹt, huyện Điện Biên cũng đã nấu những suất cơm ấm nóng để tặng cho các bệnh nhân ở đây. Mỗi tuần một buổi, các thành viên trong nhóm nấu cơm từ thiện Bản Phủ lại có mặt tại nhà bà Đào để tham gia vào các công đoạn nấu ăn. Nguồn kinh phí mua thực phẩm này được cá nhân bà Đào kêu gọi từ các nhà hảo tâm tài trợ. Với tôi thì thực ra là nghĩ là mình tầm tuổi này rồi ấy, thì là nếu mình muốn làm được việc gì tốt cho người khác mà mình còn sức khỏe thì mình sẽ vẫn làm mà cho đi, những cái việc như thế này cho đi là còn mãi mà. Thế nên là thôi, là những cái bữa ăn mà nghĩa tình này mà để đến với các bệnh nhân mà trong khi người ta điều trị bệnh ấy thì người ta rất là một cái nguồn động lực để cho người ta vượt qua bệnh tật, là cái niềm mà tất cả mọi người và với mình đều mong muốn. Làm được việc gì là mình sẽ làm hết mình, nhưng còn sức khỏe, còn sức khỏe là mình còn làm. Thế nên là cũng là có thành lập một cái nhóm mà nấu cơm từ thiện ở Bản Phủ để động viên cho tất cả các bệnh nhân mà nhanh khỏi bệnh, cái tư tưởng thoải mái, mình ốm đau nhưng vẫn có người gọi là sau lưng mình giúp đỡ mình, nên mình làm được cái gì là mình vẫn cứ làm. Thì tất cả chị em đây là đều là chung tay là cùng nhau để mà có được những bữa cơm này, cũng đều là có công lao của tất cả mọi người cả một trong một nhóm của mình, chứ nếu như là mình cũng không thể làm được. Bây giờ già rồi nhưng mà thôi, tham gia cái này cũng tôi thấy vui. Thế tham gia vào cái nấu cơm cho các bệnh nhân ấy, chúng tôi làm được những việc này cũng tôi thấy phấn khởi. Mặc dù là tuổi tác thì cũng lớn rồi nhưng mà tham gia được cái gì vui mừng cái này. Có lẽ chính sự tận tâm, chú đáo mà nhóm nấu cơm từ thiện Bản Phủ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía bệnh viện cũng như bệnh nhân. Tình nguyện viên trong nhóm hiện chủ yếu là những người lớn tuổi, những người đã nghỉ hưu. Nhóm đã và đang là sợi dây liên kết những trái tim nhiệt huyết của những người đam mê với công việc thiện nguyện. Nghĩa cử cao đẹp của các thành viên trong nhóm đã lan tỏa những thông điệp yêu thương, giá trị nhân văn trong cộng đồng. Tôi giáo viên nghỉ hưu, trong thời gian nghỉ hưu thì nói thật là chúng tôi cái tâm và cái tấm lòng của mình là muốn đi gặp gỡ và làm những công việc mà do tâm mình. Và thế này cũng may mà tôi làm bạn với cô Đào. Thế cô Đào cũng lên phây và để triệu tập chị em có tâm, có tấm lòng từ thiện đến giúp đỡ cô ấy. Mỗi buổi, nhóm sẽ nấu và phát miễn phí cho khoảng 100 suất cơm cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Việc làm ý nghĩa thiết thực của nhóm trong thời gian qua đã giúp cho nhiều bệnh nhân có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Tôi rất vui khi cả có chương trình từ thiện đến đưa cơm cho bệnh nhân như chúng tôi ở đây, cũng như toàn thể trong bệnh viện này. Đây cũng là một phần giúp đỡ cho những bệnh nhân ở trong bệnh viện này, cũng tạo điều kiện rất nhiều cho chúng tôi, và chúng tôi rất cảm ơn những nhà hảo tâm từ thiện đến từ thiện cho những bệnh nhân điều trị. Chúng tôi rất có động lực và rất phấn khởi khi có chương trình như thế này. Khi nhận được những hộp cơm mang đậm nghĩa tình, người bệnh ai nấy đều vui vẻ phấn khởi. Tuy giá trị mỗi suất cơm không lớn, nhưng đủ để cho các bệnh nhân cảm nhận được sự sẻ chia, lòng nhân ái. Bởi đây không chỉ là món quà động viên về tinh thần để người bệnh yên tâm điều trị, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người bệnh và gia đình tiết kiệm chi phí trong quá trình điều trị.
Những năm qua, các cấp, các ngành cùng các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đã triển khai nhiều chương trình việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm quan tâm hỗ trợ người khuyết tật. Từ sự chăm lo kịp thời đó đã giúp cho người khuyết tật ở tỉnh ta vượt qua khó khăn, từng bước hòa nhập cộng đồng và vươn lên ổn định cuộc sống. Gia đình chị Lò Thị Thơm, bản Na Khưa, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên có hoàn cảnh khó khăn khi chị không có việc làm ổn định, lại một mình nuôi hai con nhỏ. Trong đó, cháu Lò Văn Minh, sinh năm 2005, bị khuyết tật đặc biệt nặng. Bà mẹ con chị từ nhiều năm nay phải sống trong căn nhà dột nát nhưng không có tiền sửa sang. Cuối năm 2019, niềm vui đã đến. Từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Công ty Cổ phần Cấp nước Điện Biên và sự đóng góp ngày công xây dựng của người dân trong xã, ngôi nhà mới kiên cố được hoàn thành, giúp cho mẹ con chị vơi bớt gánh nặng của cuộc sống. Nhà tôi hoàn cảnh khó khăn là lúc chưa có nhà tài trợ thì nhà tôi thì rách nát, bách các thứ đã rơi xuống hết rồi. Bởi vì đã có nhà tài trợ, này nhà ở cho tôi thì tôi rất yên tâm đi làm này để con ở nhà mưa gió không sợ. Cháu ở nhà thì cháu cũng yên tâm, này mẹ đi làm thì cũng yên tâm đi làm, cải tạo cho đi làm ấy, cũng ổn định, không sợ con ở nhà ấy bị mưa gió, để không sợ nhà đổ. Năm 2019, gia đình ông Lò Văn Ứng ở bản Tâu Hai, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên được trao một con bò sinh sản theo chương trình hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật. Sau hơn 4 năm chăm sóc, con bò đã sinh sản được 2 con bê. Đây không chỉ là tài sản lớn với gia đình ông mà còn là động lực để gia đình vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo. Gia đình tôi biết khó khăn, tàn tật, không làm gì được cái gì. Nhà nước quan tâm, hỗ trợ con bò. Rất cảm ơn nhà nước. Ông Ứng bị khuyết tật ở chân, không làm được việc nặng. Vợ ông cũng ốm đau triền miên, cuộc sống khó khăn. Bao năm tằn tiện cũng không có tiền để xây dựng lại căn nhà đã xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ngoài được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển chăn nuôi, mới đây gia đình ông Lò Văn Ứng còn được các ngành chức năng hỗ trợ xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Các ban ngành đoàn thể của bản, chi bộ bản cũng đã vận động bà con nhân dân đến giúp ngày công chuyển số vật liệu để làm nhà đến nơi chúng tôi xây dựng nhà. Và tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi được Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bản quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ gia đình tôi. Tôi có một căn nhà là khang trang, gia đình tôi thấy rất là hạnh phúc. Cháu Trần Thanh Tuyển, tổ 6, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, mắc bệnh bại não, thể co cứng bẩm sinh. Mọi sinh hoạt thường ngày đều phải có người trợ giúp. Gia cảnh khó khăn, bố mẹ cháu phải làm nhiều nghề để có thu nhập giúp con gái chữa bệnh. Để giúp gia đình vơi bớt khó khăn, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Trẻ Em tỉnh đã thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và trao tặng 2 chiếc xe lăn để giúp cháu thuận tiện trong việc di chuyển và học tập. Nhờ sự động viên, quan tâm của hội, cháu Tuyển đã nỗ lực duy trì việc học tập, nhiều năm liền đạt học sinh khá giỏi. Trong thời gian vừa rồi thì cháu cũng được hỗ trợ hàng tháng tiền ấy. Trong bên thương binh xã hội nó cũng rất quan tâm và cũng động viên chia sẻ, gọi điện hàng tháng hàng ấy là xem là cháu tình hình sức khỏe thế nào. Rồi là gia đình cũng rất là vất vả thì cũng chỉ biết mong là cố gắng thì động viên rồi là tìm những nhà hảo tâm người ta giúp đỡ những em bé nó vất vả, nó kém may mắn ấy. Cùng với đó, trong những năm qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Bảo vệ Trẻ Em tỉnh đã phối hợp với tổ chức Trả Lại Tuổi Thơ và Sứ Mạng Xe Lăn Nhân Đạo, trao hơn 1.400 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, giúp họ có phương tiện di chuyển, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân. Hoàn cảnh của em tôi ấy, là như vậy là tàn tật, là nó không có chồng, mà như vậy là nó tàn tật cả hai chân, đi rất khó khăn. Mà tôi rất là cảm ơn các nhà tài trợ
cho được cái xe lăn này, và gia đình tôi và họ hàng tôi rất cảm ơn. Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có khoảng gần 7.000 người khuyết tật. Để giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng, trong những năm qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Trẻ em tỉnh đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương khảo sát, lập danh sách các đối tượng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch hỗ trợ. Trong năm 2023, Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành kêu gọi và hỗ trợ xe lăn, học bổng, hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, xây mới, sửa chữa nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho người khuyết tật với số tiền hàng tỷ đồng. Với những hỗ trợ thiết thực đó, nhiều người khuyết tật đã hòa nhập cộng đồng, tự lao động sản xuất, trở thành người có ích cho xã hội. Thì Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Điện Biên với nhiệm vụ của mình cũng đã kết nối với các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh để huy động nguồn lực, giúp đỡ đối tượng cái món quà hết sức là thiết thực như là áo ấm mùa đông cho học sinh vùng khó khăn, rồi tiền và quà Tết để giúp các cái đối tượng có cái điều kiện để được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và làm những phần động viên để những người khuyết tật, những cái trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn là vươn lên có nghị lực để tiếp tục học tập và tham gia sinh hoạt cuộc sống cộng đồng. Dù cuộc sống còn khó khăn, cơ thể không lành lặn như những người bình thường khác, nhưng những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh vẫn luôn có nghị lực sống phi thường và vượt lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, số người khuyết tật, trẻ mồ côi, người mù trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo từ thiện vẫn còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, rất cần sự chung tay giúp đỡ nhiều hơn nữa của toàn xã hội để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người yếu thế, kém may mắn trong xã hội. Thế giới này có bao người vẫn không nhà và nghèo khó, thế giới này biết bao người vẫn trông chọi với thiên tai, bao nhiêu thảm họa chồng chất, bao nhiêu nỗi đau tàn khốc mà chiến tranh và thiên tai để lại nỗi đau cho con người. Màu áo này mang tình yêu, vì hòa bình dâng cả cuộc sống. Để thế giới hòa bình, màu áo đó mang lại lòng tin yêu con người, cùng dựng xây cho thế giới tình yêu thương ta dành cho nhau, cùng hội chữ thập đỏ hiến dâng. Màu áo này mang tình yêu, giọt máu đào mang lại sự sống. Vì thế giới hòa bình và văn minh, dân chủ là nhân đạo hữu nghị, vì phồn vinh cho thế giới, màu áo ơi ghi tròn trong tim, màu áo chữ thập đỏ yêu Chuyên mục truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên tuần này đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.